Nhà sản xuất gọi chiếc xe này là Benz V7X. Còn chúng tôi gọi nó là Benz V7 xịn. V7X có một xuất thân xịn. Series V7X là sản phẩm mới được phát triển qua quá trình hợp tác nghiên cứu giữa Sinochat với Vương Vô Thụy Điển và Man SE của Đức. Toàn những ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô phải không ạ? Ngoại quan xịn với một thiết kế hoàn toàn mới. Sở hữu nội thất xịn. Nội thất của cabin V7X rộng rãi và được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ người lái như là vô lăng 4 chấu này, các chi tiết mạ chrome sang trọng tích hợp đa chức năng, đẹp nhất trong phân khúc xe Benz. Benz V7X sở hữu tiện nghi xịn, kết nối điện thoại, điều hòa tự động, chỉnh góc chiếu đèn pha, công tắc đèn dạng đúng xoay như TH7, Cruise Control. Lần đầu tiên xe Benz được trang bị camera 4 chiều siêu nét nguyên bản theo xe, tích hợp trên màn hình 10.3 inch. Phối bộ xịn với động cơ công nghệ màn, hộp số Hardware 19712L, bền bỉ và ổn định. Kết hợp hệ thống cầu sau thế hệ mới công nghệ màn MCX 16ZG 16 tấn. Đây là phối bộ chất lượng tin cậy, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu đã được kiểm chứng qua thời gian. Thùng xịn với thùng hàng có chiều cao tốt nhất phân khúc, được làm từ loại thép chịu lực. Đây là loại thép được sản xuất theo phương pháp can nóng có các thành phần hợp kim cao, làm tăng khả năng chịu mài mòn, có độ cứng cao từ 420 đến 480 HDW kép, chịu lực tốt, độ bền kéo lớn hơn 1250 MPa. Và chiếc xịn cuối cùng chính là dành cho anh em nào sở hữu chiếc xe này. Xịn luôn.